được rồi, khỏi cơ. Vừa được rồi. Ông cũng bỏ nhậu đó. Má ông còn biết sáu cô sáu hành thành lắm không? Dạ. Không. Nói không. Nói không. Con gái là tụi tôi ít dai dữ. Hơi dai. Con sáu thôi, con bánh này. Con sáu đen. Con sáu đen chỗ mà cái vườn cái cây sáu không đó nhá không? Nguyên không. Cái chỗ sáu không đó. Trải xích lại là kia nữa nghe cái hàng nào. Em đóng cục bóp. Thì chỗ mày bắn con à, ai bắn con sáu mà té ngoài ruộng đó. Đó có lộn đâu, xích lại. À cái bữa cái chỗ cái thằng kia là con nhà anh, bắn nhà anh, nhà anh phải không? Em bắn nhà anh phải không? Đầu dây điện cảnh nó tán cái nghe cái cản. Bắt tiêu cái chỗ bắt tiêu ốc luôn. Ê sao? Quay ngang chứ. Tao la trời ra mà tao mới tụ má nhỏ nhào đầu dưới nhỏ nhảy. Vậy trời. Sớm gặp 2-3 ngàn con nhà anh luôn mà con không bắn. Rồi được rồi được rồi được rồi. Nó bên chỗ em bắn con tôi uống chút chí á. Hai ba ngàn anh cho đọt cây tràm luôn, mày đâu bắn đâu, tại vô uống bắn đâu mà. Mấy cái đít cả. Mà nó hơi nhát. Má tôi hú bên kia gồm quá nhát hết rồi. Qua đây đủ má đang gần tôi hú cái bài trơn cái vừa ngồi xuống gần cái tính móc dây ra thay cái mắt đáy qua đá trước. Cầm cây nhích vô tay đủ má cò bay lại đồng ngay đầu luôn. Mày thì tới, chuyện mày luôn. Đẩy cái ngay cái mỏ quay là đang đáy là chưa kẹp ấy luôn, chưa kéo quần luôn. Còn lòng thỏng ngoài luôn. Mày nhét quần vô tay ngược nước, cầm chu viên bi. Bế cái ngay mỏ quay bồ. Rồi con thu cái kỹ vô. Chở là con này bay gò nói khác á. Ừ, chút cạo. Em lấy dao rồi tư. Thôi xong em cạo cái. Đấy, đây cái quýt tôi ghi á. Cạo nhẹ ăn cái à, chưa ăn chín. Ủa nó mập kìa. Má ôi à, vừa ẩm chút xíu nữa, dòng ghiền mình ăn được nó rồi đó. Mình ăn đấm á. Dạ nó dài lắm, mình hồi về mình đứng tụ, mà đứng thử rồi. Nó ăn không à. Thì bữa xuống anh em thì cũng biết rồi đó. Năng nó đạp rồi còn hơn là hơn săn banh nữa. Nghe nói cái đậu cái bọc này ngon lắm á. Nó một bàn hiếm chứ không chẳng đâu. Cạo sơ ngàn cái thôi hiếm. Anh để dưới hồi tắt đó. Rồi hồi này tới lửa mạnh chứ. Em mua đồng hồ bên kia có 59.000 má xài tới giờ anh ba, anh ba mấy bỏ xe. Má xịp. Rồi vậy là mai em bê không về được rồi, không có xe rồi. Không có vé tàu rồi. Rồi hỏi mày nó nói rồi. Chủ nhật khó kiếm lắm. Mà bê cũng nói rồi, mày hứa với xe nào đó. Mấy đứa nhỏ đó. Mày nhậu chung rồi nó hứa. Thôi chạy thêm đi, không có gì để cạo cho hết. Cạo lông được rồi. Cạo sừng sọt đi. Rồi. À, cạo ốp da đó. Láng như trời. Rồi, em ăn cò đi. Ai bắn đổ một cuộc vậy? Con cảnh gì mà. Đúng rồi, cảnh. Nè, mẫu bụng ta chơi cây luôn trời, bắn nhật bổn. Mấy mẹ bập. À, thằng già này dưỡng bắn. Mà biết mấy viên không? Hả? Ba bánh viên á. Mấy... Con này bên trong đúng không, Vũ Tí? Rồi mấy viên chứ bộ. À, bây giờ buộc ngoài luôn trời. Má gì mày dớt lên đủ, để coi sầu. Luôn. Được rồi, được rồi. Mấy cái mà quần đen á. Đèn hồi ăn thử rồi. Rồi mấy này mình thưởng thức coi. Đúng rồi. Không chứ. Còn ngắn không không? Rồi. Ngắn này nướng mọi ăn sao chú chí? Để vậy à. Rồi thanh lợi là đủ má nướng à. Vậy hả? Quay qua nhà em nha. Ê, ngủ vậy? Lắc đó, cái nước lên tới rồi nè. Vậy mua bia đó hay không? Mua bia đẩy đó hả? Hả? Xạo hả? Chứ là ba em hả? Chắc biết tụi anh đây mà phải không? Đồ ải vậy? Chỗ mày qua chỗ lông không? Giờ là ghé thay nhỏ lông không? Ghé quen. Ờ, tại em quanh đi chung. Lâu lâu 2, 3, 4.